Hai các anh chị, chào mừng các anh chị đến với lại kênh siêu cổ quát của em. Clip ngày hôm nay thì em lên trễ 1-2 ngày. Lý do là gia đình em đi du lịch cho nên là cũng có trễ 1-2 ngày. Thì anh chị cũng thông cảm, lên nó không có đúng cái định kỳ. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật mới và thanh lý rẻ rẻ, bán giá rẻ rẻ. Những cái chiếc đồng hồ nào mà em cần muốn bán rẻ rẻ để cho tất cả các anh chị thấy phù hợp, hợp lý, chất lượng, mua về để mình sử dụng hoặc là cho tặng gì đó thì tùy theo các anh chị nha, tùy theo nhu cầu của các anh chị. Thì hôm nay em lên cũng mười mấy sản phẩm, thì cũng có mới, cũng có cũ, cũng có thanh lý, cũng có giảm giá. Có thể là giảm giá cũng từ 200 cho tới 500 nha. 500 là dữ lắm luôn á. Thì xin phép tất cả các anh chị, em lên mười mấy sản phẩm cho cái phiên khá đặc biệt, phiên 100. Em làm tới phiên 100 rồi nha các anh chị. Cho nên các anh chị mà có mua sản phẩm bên em thì vui lòng cọc hoặc là chuyển khoản giúp giùm em. Em làm được tới phiên 100 thì các anh chị cũng biết cái độ uy tín của em nó tới cỡ nào. Thì 200-300 ngàn mà tiền cọc thì nó cũng không đáng để đổi cái uy tín của em nha. Cho nên là các anh chị mà thích con nào thì vô lòng cọc hoặc chuyển khoản giúp em. Tại vì em cũng nói tình trạng cũng khá rõ ở trên đây và em quay rất là rõ luôn. Đây nè các anh chị nhìn nè. Em quay em bây giờ em làm clip này để có nghĩa là em làm clip sau này á. Thường là em sẽ chỉ những cái điểm khuyết của đồng hồ nha. Em sẽ chỉ những cái điểm khuyết của đồng hồ để cho tất cả các anh chị mà mua đồ đã qua sử dụng về. Nhận về thì nó đúng như vậy. Mình đã biết trước rồi. Thì sẽ không bị hụt hẫng nha. Em sẽ chỉ điểm khuyết. Đó là cái điểm của em. Thì em chắc chắn em sẽ bán chậm hơn so với hồi xưa rất là nhiều. Nhưng mà em chấp nhận em chơi vậy. Để cái sản phẩm của mình càng ngày nó càng chất lượng hơn nha. Với lại trung thực là chính nha. Rồi. Xin phép tất cả các anh chị em đi cái mẫu đầu tiên. Em về được một chiếc Movado. Khá là đẹp luôn. Đây. Nhưng mà chiếc này nó có cái điểm khuyết là cái mặt của chiếc này thì nó hơi kiểu dạng như nó bị lên dầu. Các anh chị thấy chấm đen đen nhỏ nhỏ không? Hay vì nó là mặt trắng. Nhưng mà nó kiểu nó bị lên dầu á. Cho nên là nếu mình nhìn từ xa thì thấy trắng nè. Mình zoom lại gần thì các anh chị sẽ thấy nó có lên dầu. Đây, nhưng mà tình trạng của chiếc này thì còn khá là đẹp nha. Vỏ là thép không rỉ nè. Ba kim máy cơ cốt nha, máy rất là đẹp luôn. Cái chiếc này nó còn rất là khó mở, nhưng mà em có chụp hình lại rồi thì chiếc nào mà em lên mở máy được ở trên clip thì em sẽ mở, chiếc nào không được thì em nói máy đẹp, em bao máy đẹp thì các anh chị cứ yên tâm, hoặc là xem được chiếc nào á ưng ý mà chưa coi máy được thì cứ nhắn tin Zalo của em, số điện thoại em có để bên dưới, em sẽ gửi chi tiết hơn, gửi hình máy cho tất cả các anh chị xem nha. Chiếc này Movado kiểu xưa, bốn ngựa nha. Đây, logo là bốn ngựa. Nút không thấy logo thì cứ cho là không zin đi. Em là em khoái chỉ những cái điểm khuyết nha. Dây khóa linh kiện xịn sò nha. Em đưa cái bộ dây cơ xấu. Chiếc này tương đối mỏng, không dày. Tương đối mỏng nha. Cơ chế là máy có tay còn rất là mới luôn. Máy rất là mới. Anh chị cứ yên tâm. Yên tâm mà chốt đi rồi em sẽ gửi máy thì mình quyết định. Size 34.5 em nói mới là mới, còn cái nào mà em cũ thì em báo cũ nha. Đó, tình trạng thì chỉ chiếc này thì chỉ có bị khuyết là ở cái mặt, như ở mặt số, nhưng mà nó cũng để vậy, nhưng mà nó còn zin nha. Giá thì hợp lý để cho anh em chơi, giá thì nó hợp lý thôi. Nói chung là bên em bán thì cà phê thôi nha anh em. Một triệu chín cho một cái chiếc thương hiệu khá nổi tiếng Movado. Đây, 1.9 triệu. Máy thì em sẽ bổ sung sau. Em đi chi tiết cơ bản thôi. Máy em sẽ bổ sung sau nha. Rồi, 1.9 triệu cho chiếc thương hiệu khá nổi tiếng Movado. Máy cơ chế là máy có tay. Tiếp theo là một cái chiếc Universal. Thì em cũng đã lên clip trước, nhưng mà clip trước á thì em chưa có làm đẹp, chưa có gọi là đi đánh bóng hay là vệ sinh cái kính hay là vệ sinh bên trong,
thì ngày hôm nay em lên lại chiếc này á, cực kỳ là mỏng luôn nha, nó rất là mỏng luôn. Thử nha, thử đo nha, tính luôn cái kính luôn nè, nó mới có là 6.5 thôi, cực kỳ mỏng luôn, 6.5, rất là mỏng luôn. Thì em cho đi đánh lại cái vỏ nè, lên không, cực kỳ đẹp, nút zin, nút có logo là cứ zin, mặt là đẹp, không khuyết nha, mặt là đẹp, không có lỗi gì hết, chiếc này không có lỗi gì để chê, không có lỗi gì để chê nha. Dây khóa là linh kiện, dây khóa linh kiện, không có lỗi để chê rồi. Size của chiếc này là size 34.5 luôn, size 34.5 luôn. Máy thì cơ chế là máy có tay còn mới. Chiếc này nó cũng hơi khó mở, nhưng mà em có chụp lại, anh chị có nhu cầu thì mua chiếc này thì em sẽ mở máy chụp gửi qua, hoặc là các anh chị có thể coi clip phía trước. Clip phía trước em bán hình như là nó là 2.2 triệu, 2.3 triệu gì đó. Clip này em bán là 2 triệu, giảm giá 2 triệu cho các anh em về dùng, 2 triệu mà có một cái chiếc Julio sạch, thương hiệu khá nổi tiếng, thương hiệu khá nổi tiếng nha. Nói chung là làm đẹp hết, về các anh chị cứ chịu cực đeo thôi, chịu cực lên cót đeo, không phải làm gì nữa hết. Cũng là một chiếc mặt xanh đây, nhưng mà chiếc này là automatic, Fortune Geneva automatic. Chiếc này là cũng mặt xanh, chảy tia, ba kia một ô cửa lịch, form là form này là form oval, mặt xanh nha. Nhưng mà chiếc này thì nó có lỗi là ở những cái cọc số này, các anh chị nhìn nè, những cọc số nó hơi bị chốc chốc chạy chạy gì đó, em cũng không hiểu sao mà nó chạy đều vậy luôn á. Thì em mua về thì tình trạng nó vậy thì em báo vậy nha, còn giá cả thì mình thấy hợp lý thì mình chơi thôi. Cơ chế của chiếc này là máy automatic, rất đẹp, em sẽ mở máy cho tất cả các anh chị xem. Nút zin nè, có logo, dây khóa linh kiện. Dây thì em mua của người chủ trước thì đã phối cộng dây, nó cũng tương đối khá đẹp rồi, nên em cũng không phải làm gì lại. Còn bộ máy thì đẹp nha, bộ máy là automatic, em có mở sẵn được nè. Những cái chiếc nào mà mở sẵn được thì em sẽ mở được hết cho tất cả các anh chị trên clip luôn. 21G máy vàng, 21G máy vàng nha. Đó, rồi. Chiếc này thì giá cũng mềm mềm, để tất cả các anh chị chơi nha, 2 triệu luôn, bằng chiếc có tay kia. Nhưng mà thương hiệu này không nổi tiếng bằng, cho nên nhưng mà do là nó có những cái lỗi này thì mình giảm giá 2 triệu để cho anh em mua về để dùng. Chung là clip này em giảm cũng tương đối nhiều nha. Các anh chị có nhu cầu thì cứ xem hết clip, thấy nào được thì ủng hộ cho em, em cảm ơn. Chiếc radio, chiếc radio con quay, mặt ở trong cũng khá đẹp nha, mặt cái kiểu vi tính đó. À, lắc qua lắc lại thì nó cái kiểu vi tính ở bên trong, ba kim một ô cửa lịch, radio, dây là dây khóa là linh kiện nha, không zin nhưng mà nút lại zin, còn hơn là vỏ. Hồi nãy em chưa đo size con này hết ta, để em đo size lại con này cái nha, em quên đo size, sorry anh em. Size của chiếc này là size ngang là 35, size đứng là 35 luôn, 35 x 35, form này to, form to nha. Rồi lên lại chiếc radio nè, chiếc radio là cơ chế là máy automatic, có ba kim một ô cửa lịch đỏ. Những chiếc radio form này thì nó cũng sẽ rẻ hơn là form tròn, thì anh em tiền nào của đó nha anh em. Có những anh em thì thích form này, có những anh em thì thích cái form tròn. Chiếc này cơ chế thì cũng là máy auto. Hôm bữa em nhớ em mở nó dễ lắm mà sao giờ khó vậy. Chờ em xíu nha. Đây, máy automatic 17G radio con quay zin hết. Chỉ có trừ cái dây với lại cái khóa là linh kiện thôi nha. Trừ cái dây cái khóa linh kiện thôi. Vỏ đồ thì đã đẹp sẵn rồi. Đẹp sẵn rồi nha. Size của chiếc này là size 36. Gần 36.5. Cỡ 36.3 nha. Gần 36.5.
Đây em quay rất là chậm, rất là kỹ. Thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ ngay. Ủa quên báo giá. Chiếc này thì em bán 1,9 triệu nha. Nếu mà form tròn thì đâu đó tầm khoảng 2 triệu mấy 3 triệu. Thì mình chơi form này thì con này tình trạng nó rất là đẹp rồi, không có gì để bàn. Thì giá 1 triệu 9 thì hợp lý cho một chiếc automatic thương hiệu Rado. Nó hợp lý nha anh em. Hợp lý hay không thì tự anh em so sánh. Test nốt form bát quái, càng này càng bầu chứ không phải càng gãy, càng này càng bầu. Mặt thì có lên dầu, mặt thì có lên dầu nha, không được đẹp cho lắm. Một ngôi sao ba kim, một ô cửa lịch bát quái nha. Thì chiếc này nút zin nè, vỏ là đẹp nè, vỏ là còn đẹp. Dây khóa là linh kiện, dây khóa linh kiện nha. Logo phía sau đầy đủ, máy thì đẹp. Máy đẹp không thì mở ra nè. Nè, logo là đầy đủ nha. Nói chung là chiếc này thì logo đầy đủ. Đây, bộ máy vàng ươm. Đẹp hay không thì tự anh em so sánh. Đó, test nốt. Đẹp hay không thì tự anh em so sánh nha. 25G. Bát quái càng gãy. Có logo đầy đủ, nút có logo, chỉ có là dây không zin. Size của chiếc này là size 35. Size 35 nha. Size 35. Chiếc này là mã số 05. Bán được nhiêu đây? 1,8 triệu đi. 1,8 triệu. Giá mềm so với thị trường để anh em về có thể sử dụng. Clip ngày hôm nay cũng ít sản phẩm nhiều, ít sản phẩm mới nhiều, cho nên á, tại vì trong tuần em cũng bán lẻ các anh chị, em cũng bán lẻ với lại khách mà đặt hàng á cũng khá nhiều. Một ngày thứ bảy thôi mà em bán 8 cái, một ngày thứ bảy thôi em bán 8 cái đồng hồ, cho nên nhiều khi mình lên clip thì nó cũng không có được nhiều lắm. Tiếp theo là mã số 06, một thương hiệu thời trang Burberry, mặt xanh đen nha, mặt xanh đen, chotorap quăng kim đồ các kiểu nha, bấm dừng rồi quăng kim các kiểu. Nói chung là chức năng là full, cơ chế là máy pin chính hãng của Thụy Sĩ, dây zin, khóa zin, tất cả đồ zin. Cái dây này thì các anh em lưu ý cái dây nha, cái cổ tay bên đây của em là cổ tay 18 nhưng mà đeo vô thì cũng còn dư, cho nên là anh em mà cổ tay nè, cổ tay 18 đeo vô, bên đây là cổ tay 17 nhưng mà bên tay phải lại là cổ tay 18 thì đeo vô còn dư. Thì cỡ anh em mà cổ tay 19 là vừa nha, còn mà lớn hơn nữa thì em cũng không có dây. Tại thật sự những cái dây này á, nè dây này dây gọi là chuyên ngành của cái ông này thì dây này em cũng không có, kiếm đâu ra em cũng không biết kiếm đâu ra luôn. Mua về vậy là dây vậy là cũng còn dài lắm á. Size 40 nha anh em, size 40, có một ô cửa lịch gốc 4 giờ, mã số 06. Những cái chiếc đồng hồ thời trang này các anh chị lên trên mạng bấm rất là mắc, rất là mắc tiền cho những cái chiếc mà thương hiệu thời trang chính hãng này nha. Nè các anh chị lên bấm Burberry BU1360 để tham khảo giá nha, để tham khảo giá. Chiếc này thì em đang bán là 2,7 triệu cho một chiếc jean chính hãng của Thụy Sĩ, 2,7 triệu. Tiền nào của đó, các anh chị cứ lên trên mạng bấm. Hồi xưa chiếc này bán rất là mắc luôn, hồi xưa mình bán cũng được cỡ 3 triệu mấy, còn giờ thị trường xuống thì mình bán xuống. Chiếc này giảm giá nè, giảm giá mạnh nè. Một cái chiếc Bulova, cơ chế là máy automatic, lộ cơ trước sau 21G nha, dây đồng mi, máy là Miyota của Nhật nha, máy Miyota của Nhật lộ cơ nha các anh chị, máy Miyota của Nhật thì bền nè. Nè mình lắc cái là nó chạy vèo 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 vậy đó, mình lắc cái chạy vèo vèo. Thì các anh chị có thể lên trên mạng bấm Bulova, này là có code phụ nè, này là có code phụ thì các anh chị cứ bấm kéo code phụ lên thì kim nó chạy ào ào thôi. Đờ mi còn đẹp nha các anh chị, đờ mi của chiếc này khá đẹp, không có bị chày chóc nhiều, nói chung là xước lông mèo nhưng mà chiếc này còn đẹp, em cũng thấy người ta dùng ít lắm.
kiểu xước lông mèo nhỏ thôi nè, em quay cũng khá kỹ xước lông mèo nhỏ thôi chứ nó cũng không có đáng kể, nút zin hết. Nói chung là chiếc này nguyên zin, dây thì tương đối cũng còn dài nha, cổ tay 18 và đeo dừa nè, đó em đeo dừa luôn cổ tay 18 nè. Thì anh em nào mà cổ tay 18 trở xuống thì mua, còn mà anh em mà cổ tay mà to to nữa thì không được. Chiếc này em giảm tới 600.000, em bán lúc trước là em bán hình như 2.600.000, bây giờ em bán 2.000.000, tại vì em sale mạnh chiếc này để em có cái dự kiến riêng, cho nên là em sale mạnh chiếc này luôn. Hồi nãy em nói là em sale từ 200 cho tới 500, nhưng mà bây giờ em sale mạnh luôn 2.000.000 cho cái chiếc này, là em sale tới 600.000. 600.000 là lỗ đó các anh chị, chứ không phải là lời gì đâu. Có nhiều anh vô trả giá em mà từ 1.700.000 mà trả xuống 1.000.000, hình như trên YouTube nè, 1.700.000 mà trả xuống 1.000.000 là em cũng rất là nể những cái anh như vậy. Nè, không cần trả giá này, em vô em bán em sale tới 600.000 nè, không cần trả giá. Đó, vô mua đi. Trả giá mà từ 1.700.000 mà trả còn 1.000.000 luôn thì em cũng sợ luôn á. Chắc chắn là em sẽ không bán. Cho em mã số 07 giá 2.000.000 nha. Rồi. Chiếc này thì CK nha, còn rất là đẹp. Nói chung là nguyên zin. Còn đẹp, còn nguyên zin. Lúc trước em bán là hình như là 1.800.000. Bây giờ em bán là 1.600.000. Cho em cái mã số 08 ghi giá trước nè, tình trạng báo sau. Tình trạng của chiếc này thì tương đối là còn đẹp, độ mới phải trên 90%, độ mới là phải trên 90% nha. Chung là tình trạng là còn rất là đẹp. Chỉ có là dây là không zin, tại dây của nó bị hư, em phải hai cái dây mới của em, nhưng mà khóa lại là khóa zin. Vỏ được bọc vàng toàn thân còn đẹp. Những cái nút zin nè, những cái hương hiệu mà thời trang thì các anh chị lên trên mạng bấm thì nó rất là mắc rồi. Nó không thể bàn cãi. Chiếc này size 43. 3 kim một ô cửa lịch, cơ chế là máy pin của Thụy Sĩ. Giá em đang hạ giá là từ 1.800.000 xuống 1.600.000. Các anh chị cứ bấm về cái clip phía trước coi, coi em nói đúng không nha. Em bán hình như là 1.800.000, bây giờ là em hạ xuống 1.600.000. Rồi, cho em mã số 08 giá 1.600.000. Tiếp theo cũng là CK. Một cái chiếc CK. Này là Chotorap nha. Đó, quăng kim các kiểu. Chạy giờ tùm lum hết. Đó, nói chung là mấy cái chức năng là ok hết á. Cũng có là 6 kim nè, một ô cửa lịch gốc 4 giờ. Toàn thân là vỏ thép. Zin nguyên chiếc luôn nha. Còn zin nguyên chiếc luôn, còn dây luôn nè, còn dây zin luôn. Đây. Những cái chiếc này thì dành cho anh em mà tay lớn, tại size nó to hơn cái con kia. Ngầu á, nói chung là anh em mà hít ngầu. Khóa zin hết, nói chung là chiếc này nguyên zin nha. Chiếc này nguyên zin rồi, nhưng mà size to. Size nó tới 44.5 thì dành cho anh em mà hít ngầu, tay to xíu, mập xíu là đẹp. Chiếc này em bán 1.700.000. Lúc trước em bán hình như 8.900.000 gì đó. Hình như 1.900.000. 1.900.000 hay nhiêu thì em cũng không nhớ nữa, nhưng mà chiếc này bây giờ là em bán 1.700.000, hơn chiếc kia 100.000. Tại vì cơ bản là nó cho tôi ráp nó nhiều chức năng hơn. Cũng cơ chế là máy pin chính hãng của Thụy Sĩ nha. Còn pha ke thì chắc chắn em bán không được rồi. Đây. Một siêu phẩm cho cái giới có hạn chế về kinh phí. Các anh chị thấy giống một cái hương hiệu gì mà thường có mấy người nổi tiếng người ta đeo, AB hoặc là form Hublot hoặc là form chữ AB. Các anh chị lên bạn bấm chữ hương hiệu AB là nó sẽ ra B phở á, cái tên nó dài quá em đọc không được. Đây thương hiệu Technot nha, nhưng mà lấy cái form của kiểu Hublot rất là đẹp. Dây nè, nói chung là chiếc này người ta đeo rất là ít. Em còn cái hộp của chiếc này và mất dây nữa, nhưng mà em bỏ ở dưới nhà em không mang lên. Nói chung là các anh chị mua thì em sẽ
tình trạng là còn hộp, còn cái mắc dây, hai ba mắc dây gì đó, nên các anh chị yên tâm. Nhưng mà các anh chị quan trọng là nhìn nè, chiếc đồng hồ là không có bị xước lông mèo luôn, có nghĩa là tình trạng người ta đeo rất là ít. Mặt là màu xanh kiểu ô gạch nè, mặt màu xanh kiểu ô gạch nè, có chống nước nè, cơ chế là máy pin, hình như máy pin này của Nhật nha, không phải hình như nữa mà đúng như vậy luôn, máy pin của Nhật, tại em có nhớ em có coi rồi, máy pin của Nhật nha. Tình trạng là còn rất là đẹp luôn, cỡ 97-98% á. Đây các anh chị nhìn cái nước mạ vàng mà nó không có bị xước lông mèo luôn, nói chung là chắc người ta đeo nó có một hai lần thôi. Thì dành cho anh em nào mà thích cái form này, máy pin của Nhật là xịn sò rồi, nên các anh chị cứ yên tâm, size 42 nha. Mặt màu xanh, mã phối cái màu vàng, còn nguyên hộp dây các kiểu, hộp dây đồ các kiểu nha. Thì chiếc này bán theo kiểu bán mà theo kiểu độc lạ nè, ít gặp mà đẹp. 1.9 triệu, 1.9 triệu nha anh em, 1.9 triệu, để cho tất cả các anh em mà nói chung là muốn gặp lại nó cũng khó lắm, thật sự luôn. Nó còn nguyên hộp, độ mới cao, còn dây đồ các kiểu. Muốn mà đi tìm chiếc thứ hai mà để mình mua thêm thì cũng khó, khó thôi chứ không phải là không có. Rồi, Citizen 21G nha, vỏ được bọc vàng, không có bọc đít. Mặt số thì nó có lên dầu đây xíu, lên dầu đây xíu, cũng tương đối là bình thường, không có gì để nói. Còn vỏ bọc vàng còn đẹp. Size của chiếc này là size 35. Size 35 nha. Em quay kỹ mấy cái chân nè, nó cũng có mòn mòn xíu à, xíu nhỏ à, nó không có nhiều nha. Nè, một xíu nhỏ thôi. Chung là tình trạng là còn đẹp. Máy cơ chế là máy có tay. Mấy chiếc này thì nó đơn giản rồi, không gì phải nói nhiều, quan trọng giá thôi. Chiếc này em đang bán là 1.4 triệu, 1.4 triệu nha. Anh em nào mà vô trả 1 triệu thì tự hiểu. Giờ trả 1.2 triệu em cũng không bán, tại thật sự chiếc này lời đúng 100.000 luôn các anh chị, thật sự luôn á, đúng 100.000. Cho anh em nào mà đi mua cơ cổ mà chiếc này mà 1 triệu khó lắm. Tiếp theo là một chiếc Bulova 2.5 kim. Chiếc này là cơ chế là máy pin của Thụy Sĩ nha, được cái niền vàng nè, niền vàng mạ vàng thôi chứ không phải là niền vàng đúc nha, vàng này mạ vàng thôi. Bán cho vui giải trí, tại cơ bản nó nhìn thấy form lạ, nó 2.5 kim mà đỏ nữa nên đẹp, với hương hiệu là hương hiệu Bulova, mà nó được cái là máy pin của Thụy Sĩ chứ không phải là máy Nhật nha, máy pin của Thụy Sĩ, form cũng tương đối được, 36, size 36 nha. Dây dây zin khóa zin luôn, Benetton nè, nè Benetton nè, dây zin khóa zin luôn, đi theo đồng hồ, size 36 cũng tương đối to. Chiếc này bán giải trí 800.000, nói thiệt, hiệu Bulova 2.5 là độc lạ nè, niền mạ vàng nè, máy là cơ chế là máy pin Thụy Sĩ nè, dây khóa zin mà giá chỉ có 800.000, không mua thì chợ gì nữa không biết. Rồi chiếc này clip trước em có lên OB giảm giá trong cái clip này cho anh em chơi, cho anh em mà hay là chú bác gì mà sử dụng mà ngoài trời nhiều, lao động mà ngoài trời nhiều thì nên sử dụng những cái chiếc này, nó chống nước mà nó đẹp. Automatic nha, của chính hãng của Nhật, kính sao khuya, lộ cơ trước, lộ cơ sau, zin nguyên chiếc, lộ cơ trước, lộ cơ sau nè, zin nguyên chiếc nè, nút zin nè, khóa zin, các kiểu, chống nước, Vivo. Đường kính của chiếc này là 43, đường kính của chiếc này là 43, cho nên là những cái rất là thích hợp để cho những chú bác gì đó, anh em gì đó mà chạy hay là nói chung là làm việc ngoài đường, chạy ngoài đường nhiều thì nên sử dụng những chiếc này, mưa nắng đồ Vivo luôn. Thì chiếc này lúc trước là em bán là 1.8 triệu, bây giờ là để coi giảm nhiều, 1.5 triệu thôi, lấy vốn 1.5 triệu để lấy vốn. Rồi liên hệ cho em mã số 13, 1.5 triệu lấy vốn lại. Chiếc này Citizen
size của nó là size lửng lửng, không lớn cũng không nhỏ, rất là thích hợp cho nam tay nhỏ hoặc là nữ. Một chiếc Citizen 21G, chiếc này tại vì thật sự luôn á, em lên em bán là tại vì nó còn đẹp, cái vỏ nó rất là đẹp, máy móc đồ vỏ đồ còn rất là đẹp hết á, mặt màu mỡ gà đẹp luôn nè. Đó cho nên là lên đây bán kiểu bán dạng bán cỏ cho vui vậy thôi. Cơ chế là máy có tay nha, tại vì thực chất cái size này nó nhỏ, size của chiếc này chỉ có 32 thôi. 32 thì nó thích hợp cho anh em nào mà tay nhỏ hoặc là nữ thì đẹp. Cơ chế là máy có tay nè, nói chung là tình trạng thì còn đẹp hết á, không có gì để chơi, không có gì để chơi luôn á. Bán 700 ngàn, bán 700 ngàn cho anh em về chơi, nói chung là về đeo thôi chứ không làm gì hết. Một là nữ, hai là nam tay nhỏ là đẹp, size nó có 32 thôi, cho nên là nam mà ốm ốm á, cỡ khoảng từ mà 45 kg cho tới khoảng dưới 55 kg á là đẹp, là anh em đó tay ốm mà nhỏ là đẹp nha. Mã số 14 rồi, bây giờ tới mã số 15 nè. Mã số 15, một chiếc Maxim, nó cũng theo em rất là lâu rồi. Clip nào rảnh rảnh thì lấy lên bán, còn bán không được thì cứ để đeo, tại vì chiếc này nó cũng ít gặp mà em đeo hoài à. Nó vỏ nó được cái là bọc vàng nguyên con luôn nè. Ở đây nè, nó có khắc đồ đầy đủ hết nha, ron lát gì đó đầy đủ hết ngay khúc này là bọc vàng nha. Mà chiếc này nó form to cho nên cái lượng vàng của nó rất là nhiều. Cơ chế của chiếc này á, là cho tôi ráp máy pin thụy sĩ, nhưng mà cái bộ máy của nó giống như là có tài vậy, nó rất là nhiều chi tiết chứ nó không phải giống như một bộ máy mạch điện tử bình thường. Thì anh em nào mà mua đi rồi, em sẽ gửi bộ máy. Thì chiếc này em bán có 1,5 triệu thôi, mã số 15 em bán có 1,5 triệu thôi. Chiếc này form cũng lạ, form nó nhìn cũng lạ, cho nên là em cứ rảnh clip nào em lên clip đó, bán không được thì cứ để đeo, tại vì chiếc này nói chung là cũng ít gặp, mà bộ máy của nó giống như bộ máy có tay vậy đó. Anh em mà thích form dáng như vậy còn đẹp vậy mà thích coi máy, em sẽ gửi hình máy cho. Size của nó chứ size 38 nha, chiếc này là size 38 nha. Nói chung là ngày hôm nay em quay em tăng cường thêm đèn nên là nhìn nó rất là rõ, rất là sáng, nó rõ từng chi tiết luôn á. Rồi mã 15 giá 1,5 triệu, mã 15 giá 1,5 triệu nha. Mã 16, mã 16 là hai máy nè, hai máy đó của Nhật nha, còn đẹp, tình trạng là còn đẹp, dây khóa đồ nguyên zin của chiếc này. Đi theo nói chung là bán form kiểu lạ lạ, vui vui. Size ngang nó là 25, nhưng mà size đứng là dài nha, size đứng tới 40 lần. Cái này là size của nam nha. Nè, cổ tay em 18 này lên nè. Đó à, chiếc này nó có hai cái đồng hồ kiểu form vintage nè, kim mắt ngỗng nè, số La Mã nè. Thì hai cái đồng hồ thì thích hợp cho anh em mà một đó là lấy một cái giờ ở Việt Nam, hai là lấy một cái giờ của người thân ở bên nước ngoài, thì mình sẽ coi được 2 giờ. Ví dụ như mình có mình đang ở Việt Nam, mình có con đang ở bên Mỹ đi, ví dụ vậy, thì mình sẽ chỉnh cái đồng hồ này theo cái giờ của Mỹ, thì mình biết là bây giờ con của mình ở bên đó là mấy giờ. Đơn giản vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà giá rất là mềm, 700 ngàn, 700 ngàn mà mình sử dụng được như thế, chức năng nó được như thế, vừa coi giờ cho mình, vừa coi giờ cho ví dụ như con mình, người thân của mình, hoặc là đeo lên thì nó rất là lạ so với những cái người bên ngoài đeo một cái chiếc đồng hồ. Mình đeo tới một chiếc nhưng mà nó ra 2 chiếc đồng hồ, đơn giản vậy thôi. Nói như em vậy mới bán được đồng hồ nha, nói như em vậy mới bán được đồng hồ. Còn mà nói đây mã số 16 700 ngàn chạy bình thường rồi như đó thôi thì cũng rất là khó bán. Nói giỡn với anh em xíu thôi chứ tùy theo mỗi người nha. Đây cũng là một cái chiếc hai đồng hồ luôn, chức năng thì cũng là hai đồng hồ, thì chức năng thì em cũng coi như tương tự như những ông này đó, nhưng mà tình trạng này là còn đẹp. Dây khóa đồ nguyên zin nè, dây khóa đồ là nguyên zin, còn cái táp luôn đó, còn cái táp luôn nè. 75 tiền này tiền euro hay tiền gì á,
tiền euro hay tiền gì đó, nói chung là 75. Nhưng mà chiếc này thì nó kiểu mặt cười, mặt hài, kiểu mặt cười nha. Chiếc này thì size của nó size 32 thôi, thì nó cũng là thích hợp cho nữ hoặc là nam tay nhỏ, hai đồng hồ hai bên. Chức năng thì giống như cái chiếc kia nãy em nói. Rồi nè, quay thấy nhìn đẹp ghê không? Nói chung là xuất sắc. Mã số này form như nhau, lẽ giờ bán 700, thôi 600 đi, anh em muốn lấy cái nào lấy, nói chung là giá nó mềm lắm rồi, 600.000. Anh em đừng trả giá nha, trả giá cũng không bán đâu, tại mấy cái chiếc mà độc độc vậy cũng khó tìm lắm, thật sự luôn. Mã số 18 này giảm giá nè, một cái chiếc full vàng mà hôm bữa em có bán là 1.3 triệu, bây giờ em bán 1 triệu, ghi trước luôn 1 triệu nha, cho em mã số 18 là 1 triệu, full hộp nha. Chiếc này là năng lượng mặt trời full vàng đây, mới can sò ben chưa đeo, solar nha, của Nhật nha, của Citizen của Nhật á, bỏ trong hộp mà nó lấy ra vẫn chạy bình thường ào ào luôn, nói chung là tình trạng là mới 100%, không có gì để nói hết. Solar nha anh em, size 35.5, gần 36 á, gần 36, nói chung là sáng tài, mặt trắng mà lên vỏ vàng thì sáng tài, nói chung còn đẹp, còn mắc dây full hộp sổ. Rồi chiếc này em sale 1 triệu, giảm 300.000, giảm 300.000 nha. Anh em không tin thì cứ lên bấm về cái clip phía trước mà coi thử em bán phải 1.3 triệu không, bây giờ em bán 1 triệu. Rồi ngày hôm nay em lên 18 chiếc, nhưng mà cập nhật thêm cho anh em những cái chiếc, nói chung là bán được thì thôi để đeo. Rolex, máy ETA thị sĩ, đây em nói sơ thôi, tại vì không biết em có lên clip mấy chiếc này không, em cũng ít lên những cái chiếc này lắm, bán khách quen rồi thôi. Một chiếc inox, nói chung là nguyên zin hết nha, chiếc này form lớn nhất nè, size 39.5, gần 40, máy ETA thị sĩ. Thì anh em nào thấy có nhu cầu thì mình liên hệ em bán riêng, em cũng không có lên số lên clip gì hết. Mặt sà cừ nha, nè các anh chị thấy nó ánh đủ màu nè, mặt sà cừ. Rồi hai chiếc này là có hộp đây, một chiếc mặt màu cà phê, một chiếc mặt màu trắng, anh em thích chiếc nào thì liên hệ cho em chiếc đó. Size của chiếc này là size 37, máy ETA thị sĩ hết nha, máy ETA thị sĩ hết, full gọi là zin đó, máy ETA thị sĩ. Giá thì chiếc này thì 3 triệu mấy, còn chiếc này thì 4 triệu mấy, nói chung là vừa sức cho anh em chơi, thì em bán cái giá vừa sức để cho anh em chơi nha. Đây để dành đây thôi, đúng khách thì mình bán thôi, nói chung là ai thích, thật sự thích thì mình bán, tại vì á thật sự lên tay nó rất là đẹp đó, chứ nó không phải cái kiểu mà lên tay mà nó hơi khô đó. Thì em nhắc lại là cái gì, hai chiếc này là tầm 4 triệu mấy, chiếc này tầm khoảng 3 triệu mấy thôi. Hai chiếc Movado em cũng vẫn còn, một chiếc full dây đây, full dây sắt mặt màu xanh, size 39, chính hãng nha, máy này là chính hãng nha, còn mà nếu mà không chính hãng là em dục cái chỗ khác rồi. Chiếc này em đang bán là lên clip trước là 5 triệu 2, không ai mua cứ để dành. Chiếc này là 3 triệu 8, cũng là full vàng, thì nó đúng khách thì người ta mua thôi, cũng zin nè. Rồi chiếc lông zin này thì lông zin này cũng chính hãng nha, 2 triệu, hình như em bán 2 triệu 6 nha, anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em. Rồi clip ngày hôm nay thì em giới thiệu đến tất cả các anh em nhiêu đó, thì các anh em có nhu cầu về chiếc đồng hồ nào, giá cả em cũng đã nói, tình trạng em cũng đã nói, cần thêm thông tin liên hệ em qua Zalo, số điện thoại em để bên dưới, em chỉ có một số duy nhất, hoặc là gọi trực tiếp cho em sẽ cung cấp thêm thông tin hình ảnh cho tất cả các anh chị để tiện chốt bên em nha. Bên em chỉ có nhận cọc hoặc là chuyển khoản em mới đi hàng nha, không có gửi ship code nha các anh chị, tại vì thực chất ra em có nhiều anh chị mua của em rồi thì em biết,
Còn có những người mới á, em cũng đâu biết đâu. Em làm tới phiên này là phiên 100, cho nên cũng tương đối là khá nhiều ở trên cái thị trường này rồi. Thì anh chị biết em chứ thật sự những anh chị mới em cũng chưa biết anh chị. Cho nên là 200-300 ngàn không thể nào mà đổi được cái kênh YouTube của em nó gần 9.000 sub nha các anh chị. Mình cứ nghĩ vậy đi. Đâu phải là làm cái kênh ra 9.000 sub là dễ đâu. Thì các anh chị cứ làm thử. Rồi, cảm ơn tất cả các anh chị.